Ok, xin chào các bạn, trở lại với channel của mình. Thì hôm nay Thạnh có gặp một người các bạn. Thì cái này là vẫn là bạn alpha như mọi lần thôi. Thì các bạn biết này là sẽ là gần như sự hợp tác của Dead Cells với Soulcon. Nói chung là cái này mình biết trên từ mobile lâu lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ nó mới cho lên. Hôm nay thì sẽ có, hôm nay trong video này sẽ review trước cho các bạn hai cái vũ khí. Ok, đầu tiên là một cái chảo này. Đấy, xong một cái cung. Chảo này thì sẽ là cái chảo thôi. Còn cái cung sẽ là Magic Bow các bạn ạ. Hoàn đi không? Anh là người tên thủ đây. Ua, bắn cái chí mạng các bạn ạ. Ồ, đâu. Cái chí mạng cái đánh trước mặt. Khi đánh trước mặt kẻ địch, nói chung là cái này cũng như cái chảo tường thôi, chả khác gì mẹ gì cả. Mà trông chất ngừ với các bạn ạ. Ấy, quá chất luôn. Ok, rồi. Với cung này thì nó sẽ bắn rất nhiều mũi tên các bạn, thấy không? Rồi. Đồ ép nó khác các bạn ạ. Cái mũi tên này thì thực sự là nó bắn rất là đau. Và chí nó sẽ tự động ghim tâm với cả kẻ địch nữa. Mấy mắt chuyển đằng sau mà. Ồ, bắt đằng sau không được các bạn. Như ngày mình phải đứng trước rồi. Ôi, đau vãi. Ủa, trả lên hơi khó nha. Trả của anh lên hơi khó. Rồi, ok. Có quên nút hay không? Đánh, chết mày. Ok, mình sẽ nâng cấp nha. Magic Bow. Ui, bắn chết luôn các bạn. Quá gắt. Cái cung này thì mình thấy sát thương nó khá là cao. Nhưng mà bù lại thì tốc độ đánh của nó khá là cùi các bạn. À, không phải cùi mà là chậm. Sửa rất là chậm. Cung này mà để cho chơi với tính tiết căng thẳng thì sửa cung này là cũng là lựa chọn không tồi đâu. Muốn hạ địch nhanh thì có thể dùng cung này. Cung này thì không có chí mạng các bạn nhá. Tam chí mạng cung này không có. Và bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn một cái outfit. Outfit này cũng là của Soulcon thôi. Thì chúng ta sẽ cùng xem cái nhân vật như nào. Đây. Cái Night Outfit. Trông con này khá là nhỏ. Ồ đấy. Quần này đánh nhau mới đi bài này. Ok. Đó. Đó. Trông nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương quá các bạn. Các bạn thấy dễ thương thì cũng để lại một like và subscribe cho tôi nhá. Ok. Trèo leo này. Cung hơi nhỏ bạn nhỉ. Đưa vào tay con này cung nó hơi nhỏ thật. Đại hiểu sao tôi thấy nó nhỏ đi. Còn sẽ cầm con này để chém quá tiếp các bạn nhá. Xem còn quá chém không, hết quá chém rồi. À đây đây. Sốp con này. Con này chém. Chém. Ủa không chém các bạn. Chỉ bắn thôi. Mình xem thử cái cung này xuyên được qua khiên không các bạn nhá. Ồ không xuyên được các bạn ạ. Sợ xuyên được thì ngon quá. Ủa đây. Cái này tôi đánh hơi chậm các bạn. Nếu mà mình nó mà kịp thời nó đặt thì bắn khó đấy. Rồi đánh. Ờ không đánh bắn cung các bạn. Chỉ bắn cung thôi. Cung thì khá là ngon. Nhưng mà tôi đánh nó hơi quen. Đấy. Rất là chậm. Rồi mình sẽ đánh tiếp này. Một phát. Gần chết luôn các bạn ạ. Xuyên được phết. Thì cái chảo này nó sẽ thuộc hệ bạo lực game là Boon for Lithi ấy. Tôi sẽ quản như vậy bởi vì trong Adet 29 này thì ta sẽ đổi màu cho các scroll này. Mình sẽ không gọi cho màu nữa, không gọi cho tên nhé. Ở đây, và cung này thì sẽ thuộc hệ chiến thuật và sinh tồn. Đây là Tactic và Survival. Và ok. Ok, mình nghĩ là review mình hết rồi. Cảm ơn đã xem. Thưa các bạn, mời vui vẻ.